Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn Gia Băng. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931 008 099. Các bác gửi đến số này để em tư vấn hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ cửa hàng Thi Nguyễn bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Sản phẩm đồng hồ này em không nhận ship CD. Vui lòng chuyển khoản đủ giúp em nha. Và cho em xin địa chỉ, em sẽ ship hàng tận nơi cho mình và bao luôn phí ship. Khi các bác nhận hàng sẽ không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Clip này em làm về đồng hồ treo tường, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Đầu tiên đây là đồng hồ mã số 8, size 30cm, giá bán là 600.000. Đây là đồng hồ ốp nhôm nha. Phía xung quanh của nó mình nhìn như là vỏ nhựa nhưng thật ra nó là nhôm, mà nó sơn tĩnh tiện phía ngoài như vậy. Đây, nhôm bọc xung quanh đồng hồ. Size là 30cm. Mặt số thiết kế kiểu xích sắt độc đáo như một cái bông như vậy. Và đặc điểm đặc biệt trên cái đồng hồ này là nó chỉ có hai kim, nó không có kim dây. Chạy đúng giờ nha, em đã test đồng hồ này hơn 10 ngày rồi, em mới đem ra em quay clip, đảm bảo hoạt động hoàn hảo cho mình. Em quay gần nè, đó, nó không có kim dây, nhưng mà mỗi phút chơi qua thì cây kim phút nó sẽ nhúng nhích. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ Rimlet. Kim trôi trên mặt đồng hồ có hiển thị nhiệt độ và độ ẩm. Đồng hồ này có mã số 10, size 26cm và giá bán là 450.000. Đồng hồ vỏ nhựa, màu xanh rêu, sơn tĩnh điện. Thiết kế rất là hiện đại, nhiều chức năng. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ Mickey nha. Đồng hồ này có mã số 11, size là 34cm, size khá to nha. Giá bán là 400.000. Vỏ nhựa nó giả màu đồng như vậy, rất là đẹp, hình thức còn vô cùng mới luôn. Đồng hồ trước khi quay clip em đã test chạy đúng giờ. Hàng bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bao luôn phí ship cho các bác nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ Casio. Đồng hồ kim trôi, mặt số nổi, xây khá to nha. Xây của đồng hồ này là 34cm, mã số 12, giá bán là 580.000. Em quay gần mặt số nổi cho các bác tham khảo nha. Kim trôi vàng chóe như vậy. Logo nổi luôn. Vỏ nhựa sơn tĩnh điện màu bạc nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ Casio, size khá lớn nha. Size là 34cm, mã số 13, giá bán là 580.000. Đồng hồ em đã test, hoạt động ok trước khi quay clip. Đồng hồ kim trôi, số nổi. Em quay gần kim trôi cho mình tham khảo. Cây kim của nó là vàng chóe luôn, do nó tương phản với cái nền màu vàng nên mình thấy cây kim nó như là màu bạc nha. Đây là số nổi nè, em quay gần cho các bác tham khảo. Mình xem ngoại hình xung quanh nha. Hàng bán ra, bao nguyên zin, bao hoạt động ok và bao luôn phí ship cho mình. Sản phẩm đồng hồ tiếp theo của thương hiệu Dimbo, mã số 14, size khá lớn 34cm, giá bán là 480.000. Kim trôi, mặt số lớn, xung quanh là viền nhựa sơn tĩnh điện. Em quay góc cạnh đồng hồ cho mình tham khảo. Thiết kế đồng hồ hiện đại, đen trắng xen kẽ bắt mắt. Hàng em đã test hoạt động ok trước khi quay clip. Bao nguyên bản nguyên zin và bao luôn phí ship tặng nhà cho mình nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ mã số 15, size khá to, size 35.5cm, giá bán là 200.000. Em đã test giờ hoạt động ok trước khi quay clip. Hàng bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bao luôn phí ship. Em quay ngoại hình xung quanh đồng hồ cho mình tham khảo nha. Mặt nhựa sơn tĩnh điện màu xanh.
cách thích hợp cho trẻ nhỏ.